Em ơi, chấm bóng cho diễn viên kìa. Vâng ạ. Chấm anh. Ừ. Có người gửi em này. Ừ. Ừ. Ai tặng em ấy ạ? Anh không rõ nữa. Thấy ghi là fan hâm mộ hay sao ấy. Kinh đấy. Anh Cao ơi, em quay nhá. Quay nhá, quay nhá. Rồi, mời diễn viên vào điểm đầu. Đi em ơi, mời hai em vào trong lều. Ok, ok, ổn rồi đấy. Thấm môi cho chị đi em. Vâng ạ. Rồi để anh thay ống kính nhá. Cảm ơn fan hâm mộ nhá. Nhớ hâm mộ em suốt đời đấy nhá. Yêu lắm. Ừ. Hoa nào đấy? Ừ. Em biết thừa là chồng em tặng, cho nên là không cần phải hỏi đâu. Không nhá, anh không biết hoa nào đâu nhá. Không cần phải ngại, hâm mộ vợ là tốt mà, cứ tiếp tục phát huy nhá. Anh nghiêm túc đấy, nếu mà em nhận được hoa thì là của người khác gửi, không phải của anh. Ừ. Chứ chồng không tặng ai tặng em. Rất tiếc là không. Em chỉ thấy mỗi tấm thiệp thôi, nghĩa là tặng Trâm Anh và fan hâm mộ dấu mặt đấy này. Cái gì mà lạ? Thì ngày xưa cũng có đầy ông suốt ngày đợt tán em đây, cũng gửi hoa, gửi quà, cũng giấu tên đây thôi, có gì mà lạ. Tự nhiên cái dở giọng xéo sắc tanh đá ra. Thế ai đó đang ghen à? Ghen gì Hâm à? Cái kiểu em rung động à mà anh ghen? Tất nhiên là không rồi. Thế thì chả có gì mà ghen, bình thường. Càng vui. Bây giờ vợ mình nổi tiếng xong có nhiều người yêu quý, nhiều người hâm mộ, mình càng sướng thì làm sao? Thôi nhá, mình chụp tiếp đây. Bye bye chồng. Thế nhá. Bye. Chồng em ghen đáng yêu quá đi. Ma ma ma. Ừ. Đừng có mà tưởng bở. Làm xong về ngay với chồng đấy nhá. Vào quay đi em ơi. Dạ. Chuyển cảnh anh ơi, chuyển cảnh, chuyển cảnh. Được hả? Ủa, hay lắm, cái sổ mũi đặc biệt luôn. Em ơi, chuẩn bị xe sau đi. Ok, ok, ra chuẩn bị xe sau nhá. Đợi, đợi. Alo, em đang quay sao vậy? Muốn rủ hai chị em đi chơi. Hả? Thôi, chị mệt lắm, chị không đi đâu. Mà em đang đi làm cơ mà. Em nghỉ việc rồi. Cái gì? Hai chị em đi chơi với em đi, em chán quá. Thôi, thôi thế thì chị cứ đi chơi một mình trước đi nha. Ráng đợi, nhớ đừng có quậy đó nha. Sao tự nhiên nghỉ việc? Em ơi. Dạ. Đoạn tiếp theo này mình chọn bộ nào đây? Chắc em chọn bộ hồng đi anh ơi. Dạ. Được. Thế đi, mình thay luôn nhá. Dạ, dạ vâng. Sao anh cầm gì cho nặng đi, anh cầm một cái ra thôi cũng được mà. Thank you.
nhau ở cái xe này. Em cho nhau xem cái gì ở trong điện thoại hả? Chị nhà anh đây à? Ừ. Trong ảnh đã xinh rồi mà ngoài còn xinh hơn đấy nhỉ? Cảm ơn em. Sướng. Em chốt cái xe này rồi đúng không? Em vào trong kia đợi anh 5-10 phút nhé. Ok anh. Bye bye em. Sướng.